Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức, Phong vẫn đưa thông báo đó là buổi văn nghệ hội ngộ của anh chị em đấu tranh vào ngày thứ sáu tuần này live trực tiếp ở trên channel Phượng Mai Official tức là ngày 14 tây lúc 8 giờ tối giờ California mong quý vị sẽ đón xem cái chương trình live trực tiếp này để chúng ta có cái dịp gặp gỡ với các anh chị em đấu tranh tâm tình và lắng nghe những ca khúc đấu tranh mà chúng ta đã từng hát rất là nhiều lần Cảm ơn tất cả mọi người Và bây giờ thì Phong lại đưa bước vào trong cái phần à, tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta Đầu tiên hết là hệ thống à, an sinh xã hội loan báo là sẽ gia tăng 8.7% quyền lợi trong năm 2023 được xem là lớn nhất trong lịch sử hàng triệu những người mà nhận cái quỹ an sinh xã hội sẽ nhận thêm gia tăng lên tới 8.7% trong cái quyền lợi của họ năm 2023, được xem là mức tăng cao ở trong lịch sử để đối phó với tình trạng lạm phát. Cơ quan đặc trách về an sinh xã hội đã loan báo ngày thứ năm và đây là sự gia tăng à, lịch sử và được à, một số những à, người dân hoa kỳ mà những người đã à, về hưu à, là à, lên tiếng hoan nghênh cái à, cái việc mà tăng thêm cái tiền an sinh xã hội sau khi mà có tình trạng lạm phát khiến cho cuộc sống đã tăng cao mỗi một ngày việc mà chi phí đời sống đã được điều chỉnh sau khi mà những người mà được hưởng cái quyền lợi về hưu trí đã lên tới 140 Mỹ Kim mỗi một tháng bắt đầu từ tháng 2 theo tường trình của Sở An sinh xã hội đưa ra. Và việc này là được xem là mức tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua và nó được xem là gấp 3, 3% so với lại cái uh, chương trình chăm sóc sức khỏe Park B. Uh, đây là một trong những cái chương trình mà phía của Sở An sinh xã hội đưa ra nhằm giúp cho người dân có thêm chút đỉnh tiền. Có khoảng 70 triệu người, bao gồm những người uh, đã về hưu, những người không có khả năng làm việc và các trẻ em sẽ nhận được tất cả những cái mức tăng này của Sở An sinh Xã hội và nó đã được tăng uh, ít nhất hai lần. Một lần năm 1946, một lần năm 1964 và bây giờ lại tăng thêm một lần nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tình trạng lạm phát giảm xuống được 0.1% ở mức 8.2%. Tình trạng lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 9, à, uh, với chi phí nhà và một số những cái sự gia tăng áp lực về tình trạng nhà cửa đã khiến cho tình trạng lạm phát sau khi mà có cái việc tăng cái phân lời của quy dự trữ liên bang đã giúp cho lạm phát giảm bớt đi à, tình trạng tiêu thụ đã à, mức à, tiêu thụ đã tăng 8,2% trong tháng 9 so với một năm trước đó à, phía chính quyền cộng sản của ông joe biden đã đưa ra ngày thứ năm và theo cái quan sát từng tháng một giá cả đã tăng 0,4% từ tháng 8 qua tháng 9 sau khi mà nó đã tăng uh, 1 và 0.1% trong tháng uh, 7 tới tháng 8 và trong đó vẫn chưa biết được là nó sẽ gia tăng như thế nào sau khi mà quỹ dự trữ liên bang đã có 5 lần tăng phân lợi trong năm nay để giảm đi áp lực của lạm phát và ở mức uh, lạm phát đã giảm uh, 0.6% từ tháng 8 đến tháng 9 là và 6.6% trong vòng 12 tháng qua và điều này cho thấy rằng là mức lạm phát vẫn tiếp tục cao nhất trong vòng 40 năm qua mặc dù đã có sự giảm sút nhờ cái việc tăng phân lời các thị trường chính của Hoa Kỳ bao gồm luôn cả à, những thị trường tiêu thụ đã giảm đi và Dow Jones cũng đã bị mất một phần điểm sau khi mà à, có tin về việc mà các công ty về xuất cảng dầu khí của OPEC đã giảm đi sản lượng dầu đây được xem là một trong những tầm ảnh hưởng lớn nhất ở tại Hoa Kỳ và mức độ lạm phát của Hoa Kỳ hiện nay tháng trước là 8.3 và tháng này là 8.2 mặc dù tháng này đã có sự tăng thêm cái phân lời để giảm đi tình trạng lạm phát đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay cùng một lượt thì bản báo cáo cho biết là mức tất nghiệp đã có mức tăng nhẹ trong tháng này mức tất nghiệp của người dân Hoa Kỳ đã tăng nhẹ trong tuần trước và được xem vẫn còn nằm trong mức thấp ở Hoa Kỳ. À, trong lúc mà tình trạng mà à, lạm phát cao trong vài tập niên qua, mức thất nghiệp trong tuần trước tính tới ngày à, 8 tây tháng 10 đã tăng thêm 9.000 người, tức là 228.000 người đã nộp đơn xin à, trợ cấp thất nghiệp và mức mà hưởng thất nghiệp 4 tuần lễ đã tăng từ à, thêm 5.000 người ở mức là 211.500 người. Và trong đó thì gần như là có một số những cái à, tình trạng layoff ở các công ty lớn và phía của chính quyền cho bên trong ngày thứ năm cho biết là tình trạng lạm phát Hoa Kỳ đã có mức giảm nhẹ tuy nhiên thì tình trạng thất nghiệp lại gia tăng lên quỹ dự trữ liên bang đã cho tăng phân lợi để dự để duy trì cái việc mà gọi là chống lạm phát và hiện nay thì còn khoảng chừng 6 tháng nữa thì cái mức lạm phát cách đây khoảng 1 năm, theo khoảng 1, khoảng 6 tháng trước đây thì ở mức zero nhưng bây giờ nó đã tăng lên 3.25%, trong khi đó thì cái mức mà mortgage tức là cái mức mua nhà ở ở 15 năm còn vẫn phức mức phân lời vẫn cao và phía quy dự trữ liên bang tin tin rằng là việc tăng phân lời cao để làm chậm lại tình trạng vay mượn và chi phí có thể giảm đi lạm phát ít nhất là đẩy họ xuống khoảng 2% theo cái mức bình thường. À, người dân Hoa Kỳ cho thấy là mức thuê mướn vẫn còn à, khá tương đối, tức là 263.000 việc làm đã được mở ra. Tuy nhiên, mức thất nghiệp lại tiếp tục tăng trong tháng này. Đây là một trong những bản báo cáo mới nhất liên quan tới à, tình hình thất nghiệp và tình hình à, chung tại Hoa Kỳ. Cùng một lượt, trong ngày hôm nay, thì các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã viết thư cho cơ quan FBI để đòi hỏi tin tức về việc mà bắt giữ những người ủng hộ cho sự sống và truy tố họ. Một nhóm các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã viết thư cho giám đốc điều hành cơ quan FBI là Christopher Ray để yêu cầu cung cấp thông tin về việc họ bắt giữ và kết án đối với những nhà hoạt động ủng hộ cho sự sống, dân biểu Chip Roy của Đảng Cộng hòa tại Texas và thượng nghị sĩ Mike Lee của Đảng Cộng hòa ở tại Utah cùng với 38 đồng nghiệp của họ đã gửi một lá thư cho ông Christopher Ray đòi hỏi là công ty bên cơ quan FBI phải cung cấp nguồn tin dựa trên cái đạo luật gọi là Freedom of Access of Clinic and Trends Act, tức là cái đạo luật cho phép để mà kiểm tra về tất cả cái các cái trung tâm y tế gọi tắt là FACE Act, à, dưới thời của Bill Clinton đã ký vào cái đạo luật này vào tháng 5 năm 1994 trong đó để bảo vệ cho các bệnh nhân những người cung cấp dịch vụ và kể cả một số những cái uh, chương trình về sức khỏe và thời gian gần đây đã có cái cuộc điều tra của cơ quan FBI vào những uh, người đã bảo vệ cho sự sống à, đang có sự lo ngại là FBI đã lạm dụng quá nhiều quyền lực để biến những người này trở thành tội phạm bị điều tra đó là lời phát biểu của các uh, nhà lập pháp đã đưa ra trong lá thư gửi cho ông Ray và một trong những thí dụ điển hình dựa trên đạo luật Face Act này là nhân uh, người mà hoạt động cho uh, vấn đề bảo vệ sự sống là Mark Holt uh, đã bị bà uh, công bởi cơ quan FBI và bị bắt ở trong uh, ở ngay trước mặt con cái của ông và người uh, đàn ông 48 tuổi này đã bị truy tố tội tấn công tâm lý đối với bệnh nhân khi mà đối đầu với những bệnh nhân phá thai ở trong cái trung tâm gọi là Planned parenthood clinic ở Philadelphia gần một năm trước đây và hiện nay thì gần như là ông đang bị truy tố các tội liên quan tới việc tấn công về tâm lý đây rõ ràng là hành động của FBI lạm dụng quyền lực để mà đàn áp đối với những người bảo vệ cho sự sống tại Hoa Kỳ và đặc biệt là cuộc điều tra của FBI và áp lực của Bộ tư pháp trong ít nhất là 72 cái trung tâm bảo dưỡng về thai nhi và trong đó có có 80 cái nhà thờ Thiên Chúa Thiên Chúa giáo đã bị tấn công và bị phá hủy bởi cái lực lượng gọi là ủng hộ cho phá thai và giờ đây thì FBI không mở cuộc điều tra nhưng họ lại sẵn sàng bắt giữ những người ủng hộ cho sự sống. Vì bên cạnh ông à, dân biểu Royce và ông thượng nghị sĩ Lee thì lá thư này đã đồng được ký tên bởi thượng nghị sĩ Roger Marshall, à, thượng nghị sĩ Marco Rubio, Tom Cotton Ted Cruz à, và James Langford cũng như là à, dân biểu Andy Beach, à, dân biểu à, Louis Guttner, à, dân biểu. Ronnie Jason, uh, Joyce Heise, uh, dân biểu uh, Paul Gosar, uh, dân biểu Lauren Barber và dân biểu uh, uh, Claudia uh, Claudia Kenny ở tại tiểu bang uh, New York, đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất của các nhà lập pháp đảng cộng hòa đặt câu hỏi về thái độ lạm quyền của cơ quan FBI. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thừa nhận tình trạng hạn hán kéo dài lịch sử của California California dự tính là sẽ chấp thuận một cái nhà máy khử muối để biến nước biển thành nước ngọt à, để nhằm chống lại tình trạng gọi là bị hạn hán khá lâu một cái dự án trị giá 140 triệu Mỹ Kim xây dựng một nhà máy khử muối đã được chấp thuận bởi các nhà làm luật ở California vào ngày thứ Năm. Giữa lúc mà tiểu bang này đang có tình trạng gọi là hạn hán kéo dài được xem là tệ nhất trong vòng 1.200 năm qua và tìm cách biến nước biển thành nước uống. Chỉ vài tháng trước đây thì cái quỹ ban đặc trách về bờ biển đã có cuộc bỏ phiếu 11 trên 0 bác bỏ một cái nhà máy tư nhân để có thể lớn gấp 10 lần so với lại cái dự án của cái tổ chức nằm ở trong chính quyền của tiểu bang là South Coast Award District của Don Haney Ocean gọi là desalination project ở tại Orange County nằm ở phía nam của Los Angeles và các nhà hoạt động bảo vệ cho môi trường thì chống lại cái dự án này và nói rằng việc dự án này có thể gây tác hại về môi trường tuy nhiên thì hiện nay thì phía California đã chấp thuận cho cái dự án này mặc dù rằng tiểu bang hiện nay vẫn tiếp tục nhập các cái nguồn nước từ cái dòng sông Colorado trong đó thì cái quỹ ban đặc trách về South Coast Water District tức là cái um, cái uh, uh, sở Thủy cục ở quận sau cốt cho biết là họ sẽ thực hiện cái dự án này trị giá 140 triệu Mỹ Kim trong đó sẽ tìm cách khử muối và biến nguồn nước biển thành nguồn nước ngọt đây được xem là một trong những cái uh, tham vọng để có thể uh, cung cấp đầy đủ nguồn nước cho California với mức mà họ dự tính là sẽ có 5 triệu galon nước uh, mỗi một ngày và trong đó có thể uh, đạt tới uh, việc mà cung cấp cho ít nhất 35.000 người và trong đó thì uh, cái water district tức là cái sở thủy cục này vẫn tiếp tục mua các cái giá hôn sale về nước ở bên ngoài nhập cảng vào và dự án này là nằm cách 25 dặm từ bờ biển ở phía của nam california và đây được xem là một trong những cái dự án nhằm chống lại tình trạng hạn hán đang diễn ra quá lâu tại california và năm nay được xem là mức độ hạn hán tệ nhất trong vòng 1.200 năm qua đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Joe Biden tuyên bố ông ta tin rằng sẽ đánh bại Donald Trump một lần nữa trong năm 2024 mặc dù đang bị chỉ trích và có mức ủng hộ thấp nhất kể từ đệ nhị thế chiến tới bây giờ Ông Joe Biden vẫn tin rằng ông ta có thể đánh bại người tiền nhiệm của ông ta là cựu tổng thống Donald Trump nếu như đôi bên phải đối đầu năm 2024. Lời phát biểu này của ông ta đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN ngày 11 tây vừa qua. Trong đó ông ta nói rằng ông ta vẫn chưa biết có quyết định là có tái tranh cử hay không cho tới khi mà đã có kết quả của cuộc bầu cử giữa mùa vào tháng 11 sắp tới đây. Và khi mà sướng ngôn viên đài truyền hình CNN hỏi rằng là một trong những tính toán công, ông nghĩ rằng à, 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 chỉ có một người có thể đánh bại được Donald Trump. Ông ta nói rằng ông ta có thể đánh bại Donald Trump thêm một lần nữa. Đây là lời phát biểu của Joe Biden đã đưa ra. Trong khi đó, thì à, cuộc, một cuộc thăm dò mới nhất à, đã được đưa ra cho thấy là à, 31% người dân Hoa Kỳ, bao gồm 21% của đảng dân chủ và 38% của đảng cộng hòa nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã có vấn đề và đang có những à, vì khó khăn trong khi đó thì hai cuộc thăm dò gần đây cho thấy là Biden vẫn có thể bị đánh bại bởi ông Donald Trump nếu như cuộc bầu cử diễn ra sắp tới. Trong đó thì cuộc thăm dò của Emerson College cho thấy rằng là ông Trump đã lên tới 45% từ những người ủng hộ tại Georgia trong khi ông nơi mà ông đã thua cho ông Joe Biden 2% năm 2020 tại Iowa ông Trump đã tăng cường được cái mức ủng hộ trong cái tiềm năng gọi là 2, 2024 và trong đó ông tăng tới 47% trong khi ông Joe Biden chỉ được 39% đây không phải lần đầu tiên mà Joe Biden lên tiếng cho rằng là ông ta có thể đánh bại ông Trump trước đó ông ta đã nói với các thông tin viên trong cuộc họp của NATO là ông ta có thể sẽ đánh bại Donald Trump trước đây và bây giờ thì ông ta lại nhắc lại lời này trên đài truyền hình CNN mặc dù ông ta đang bị chỉ trích về thất bại trong các chính sách về kinh tế cùng một lúc thì à, bản tin mới nhất từ ở à, à, phía Washington cho biết là à, ông Dr. Fauci đã có hành động gọi là edit tức là chỉnh sửa một số những giấy tờ mà cơ quan đặc trách về nghiên cứu sức khỏe công cộng của Hoa Kỳ đã cung cấp cho một cái nhóm có quan hệ với phòng sinh học Vũ Hán Giám đốc cơ quan điều hành nghiên cứu cái à, dịch bệnh và nghiên cứu về các cái à, dị ứng của quốc gia là ông Anthony Fauci đã cố tình chỉnh sửa một cái bản nghiên cứu đã được cung cấp bởi một nhóm làm việc chung với lại phòng sinh học Vũ Hán ở à, trong cuộc nghiên cứu về những cái à, loài dơi có chứa những vi khuẩn nguy hiểm à, trong khi mà đẩy đẩy ngược lại rằng là những lo ngại về tình trạng mà cái nguồn tin cho rằng là cái đại dịch Covid này xuất phát từ phòng sinh học Vũ Hán. Tập, tập tài liệu này có cái tựa là Nipa virus dynamic impact and uh, implication for spillover to humans tức là cái uh, những cái loại vi, vi khuẩn nằm ở trong loài dơi và có thể sẽ truyền qua con người đã được cung cấp bởi ít nhất là 8 cái chương trình của quỹ liên bang và phân nửa trong số này đã được ông cha Fossey đã bắt đầu dẫn đầu từ cho tới tháng 12 và các thành viên trong cái tổ chức nghiên cứu nâng non profit tức là bất vụ lại là Eco Health Aliens đã trở thành một trong những cái cái tổ chức đã có liên hệ với phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán và bác bỏ cái việc nghiên cứu về các cái loại vi khuẩn trên loài dơi và sử dụng đồng tiền thuế của Hoa Kỳ. Ông và đã cố tình chỉnh sửa những cái tập tài liệu này năm 2020 sau khi mà ông duyệt xét vào ngày 8 tây tháng ha, nhưng à, à hai tuần trước khi mà đại dịch bùng nổ ở tại thành phố Vũ Hán và hoàn toàn bị phong tỏa thì trong đó ông ta đã cố tình sửa lại một số những chi tiết ở trong cái tập tài liệu này. Và giờ đây thì cho thấy rõ ràng là ông ta đã có cái động cơ chính trị và có những cái ý đồ chính trị khi mà ông ta chỉnh sửa một số những tập tài liệu báo cáo về những cái nguồn à, gọi là cung cấp tài chính cho EcoHealth Alliance mà tổ chức này lại cung cấp tài chính cho phòng sinh học Vũ Hán. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của ông Dr. Fauci Hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cơ quan đặc trách về năng lượng của Hoa Kỳ tức là DOE à, có thể sẽ phải giải thích với chính phủ về tình trạng họ đã chuyển 1.5 triệu mỹ kim tiền thuế của người đóng thuế cho một công ty sản xuất về bình điện mà được à, thực hiện ở bởi bởi một công ty của Trung Quốc bản tin mới nhất cho biết thì Terry Donahoe là một thanh tổng thanh sát viên của cơ quan đặc trách về năng lượng của Hoa Kỳ, tức là DOE, xác nhận rằng với lại Thượng nghị sĩ John Parasol của Đảng Cộng hòa tại Wyoming và Johnny Earp của Đảng Cộng hòa tại Iowa trong lá thư gửi ra ngày 5 tháng 10. Trong đó đã có một cái việc chuyển ngân để hỗ trợ cho một công ty sản xuất bình điện tại Trung Quốc và được cho phép bởi cơ quan DOE và hiện nay đang được điều tra. Ông Parasol được xem là thành viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa trong Quỹ ban đặc trách về năng lượng và thiên nhiên của Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì Thượng nghị sĩ Earth là phục vụ trong vai trò là thành viên của Quỹ ban vũ khí của Thượng viện. Và Bản tin mới nhất cho biết thì cái công ty này có tên là Vanadium Battery, một trong những công ty đã được phát triển từ năm 2006 bởi cái phòng nghiên cứu về đặc trách về khu vực phía Tây Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trong đó là nghiên cứu về tất cả những cái độ dài và bền lâu hơn của bình điện sau khi mà sử dụng các cái loại lithium, một loại nguyên chất để chế tạo bình điện và những người trả thuế đã chi ra hàng triệu Mỹ Kim để mà có thể tia, à, phát triển cái kỹ thuật này. Tuy nhiên thì cơ quan DOE đã đem cái số ngân sách này cung cấp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc để nghiên cứu về Bình Điện và rõ ràng nó đã vi phạm vào cái luật an ninh của quốc gia, của chính quyền liên bang. À, Thượng nghị sĩ ớt đã nói như trên và tôi đang tìm kiếm câu trả lời là những cái hành động chuyển ngân bất hợp pháp này sẽ không xảy ra một lần nữa đây được xem là một trong những cái trò những cái đòn giám sát chặt chẽ của các thành viên tại thượng viện đối với các cơ quan của chính quyền liên bang dưới quyền của Joe Biden vẫn che giấu một số những phần nào liên hệ của họ với nhà nước cộng sản Trung Quốc và các công ty của họ tại Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Á Châu ngày hôm nay công ty TSMC của Đài Loan đã được sự cho phép của Hoa Kỳ là có thêm một năm để nhập cản một số những dụng cụ từ Trung Quốc trong cái nhà máy sản xuất chip của họ cùng với lại hai công ty của Nam Hàn. Bản tin mới nhất cho biết công ty TSMC, công ty sản xuất semiconductor lớn nhất trên thế giới đã cứu lại được một cái hợp đồng kéo dài một năm bởi bộ tài Chánh của Hoa Kỳ và bộ thương mại của Hoa Kỳ để có thể nhập cản một phần nào các cái phụ tùng cho các cái máy sản xuất về semiconductor của họ trong cái trụ sở và công sở của họ tại thành phố Nam Kinh được xem là nằm ở tỉnh phía đông của tỉnh Giang Tô theo tường trình cho biết và cái à, việc mà cấp cái môn bài kéo dài một năm này là để họ có thể à, từ từ rút bớt tất cả các cái à, dịch vụ của họ hoạt động tại Trung Quốc với là các loại chip 28mm và 16mm đó là lời phát biểu của một à, giám đốc tài chính của công ty TSMC cho biết như trên và cùng một lượt, thì ngày hôm qua Hoa Kỳ cũng đã tháo gỡ một số những cái biện pháp khó khăn dành cho hai công ty sản xuất chip của Nam Hàn. Trong đó gồm có công ty Samsung và công ty SK Hynix là hai công ty của Nam Hàn đã xin được à, có cái môn bài thêm một năm để có thể cung cấp đầy đủ tất cả những cái nguồn nguyên liệu và phụ tùng cho các công xưởng của họ đang hoạt động tại Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái châm trước của Hoa Kỳ đối với những công ty sản xuất chip điện tử đang có công xưởng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, họ sẽ không thể sử dụng bất kỳ một cái đồng tiền tài trợ nào của chính quyền liên bang để mà tăng cường cái hoạt động của họ trong các nhà máy tại trung quốc mà họ sẽ phải sử dụng số tiền ở công ty của họ mà thôi còn số tiền mà nhận được tài trợ của chính quyền liên bang của hoa kỳ họ bắt buộc phải vung đắp cho cái việc công xưởng của họ sản xuất tại hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và của trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới trung quốc ngày hôm nay viện nghiên cứu khổng tử đang đe dọa tới khả năng hiểu rõ về Trung Quốc bởi à, phía của Anh đó là một trong những bản báo cáo cho biết viện nghiên cứu khổng tử tại các trường đại học của Anh đang gây thiệt hại cho việc hiểu biết được về à, cái lịch sử và văn hóa của Trung Quốc một bản báo cáo công bố vào ngày thứ tư bản báo cáo này được công bố bởi cái à, tổ chức chiến lược đặc trách về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia có tên gọi là Henry Jason Society gọi tắt là HJS cho thấy rằng là 30 cái viện cộng tử ở tại Anh chỉ có bốn cái viện cộng tử là đã à, thực hiện đúng cái vai trò gọi là nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa còn số còn lại hầu hết là đóng vai trò hoạt động cho nhà nước cộng sản Trung Quốc và đóng vai tuyên truyền cho nhà nước cộng sản Trung Quốc hầu hết những cái hoạt động của các viện cộng tử này đã à, tìm tìm cách tiếp cận các cái ngành kỹ thuật và khoa học của Tây phương để mang về cho Trung Quốc đồng thời họ đã tuyên truyền và làm việc với một cái tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc là mặt trận đoàn kết thống nhất, một cái cơ quan ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động bên ngoài nước Trung Quốc và họ đã được nhấn mạnh về vai trò hoạt động gần như là gián điệp của họ bởi cái cơ quan an ninh nội địa của Hoa Kỳ gọi là MI của Anh gọi là MI5. Và trong cái cuộc điều tra về các cái viện nghiên cứu này thì tác giả của cái bài báo trên là Sam Dunning và Arsene Khong cho thấy rằng là họ phát hiện ra có những cái sự liên hệ mật thiết của tổ chức gọi là mặt trận đoàn kết này với chiến dịch tuyên truyền của đảng cộng sản trung quốc bao gồm chi trả cho các giới chính trị của anh và các nhà hoạt động chính trị để thành lập một cái mạng lưới network về thương mại và tri thức trong đó dùng để thao túng tất cả những cái nguồn tin và tìm cách tuyên truyền cho nhà nước cộng sản trung quốc và trong đó gần như những cái tin tức liên quan tới tây tạng tới tân cương tới đài loan tới hồng kông đều không có một cái thông tin nào trong cái tổ chức của à uh, uh, viện cộng tử này hầu hết tất cả những cái chữ nhạy cảm này đều bị loại trừ trong tất cả những cái viện cộng tử và đây rõ ràng là một cái hành động tuyên truyền của nhà nước cộng sản Trung Quốc nhắm vào các cái trường đại học của Anh thông qua các cái viện cộng tử của họ trong tổng số 40 cái viện uh, 30 cái viện cộng tử hoạt động tại nước Anh thì uh, hầu hết những chữ như là uh, Xinjiang tức là Tân Cương, Tibet tức là Tây Tạng, Taiwan tức là Đài Loan và Hong Kong đều không thể tìm thấy bất kỳ một cái chữ nào ở trong trang web của viện khổng tử ở của Trung Quốc, ở trong các trường đại học của Anh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Anh và của à, Trung Quốc ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Bộ Công Thương bắt đầu đã phải à, ra mặt và hỗ trợ cho Petro Việt Nam trong đó đã yêu cầu ít nhất một số những nhà máy lọc dầu của Việt Nam là phải tăng cường sản lượng trong đó gồm có nhà máy và lọc dầu Dung Quốc và Nghi Sơn. Đây được xem là những trò giả hình của Bộ Công Thương đưa ra nhằm để trấn an dân chúng sau khi mà có tình trạng gần 200 cây xăng đã đóng cửa vì không có xăng cung cấp và xăng giá được xem là giá bị lỗ lã. Đây được xem là một trong những cái tin mà Bộ Công Thương đã đưa ra và yêu cầu giới báo chí Cộng sản Việt Nam phải tuyên truyền cho rằng là công ty dầu khí của Việt Nam tức là Petro Việt Nam có đầy đủ tất cả các cái báo cáo về xăng dầu trong đó dự tính là sản xuất tới 4.4 triệu à, một khối mét à, mét khối xăng và chiếm 80% à, nhu cầu tiêu thụ của cả nước. Tuy nhiên trên thực tế hai nhà máy này đều không hoạt động nhiều và mức hoạt động rất giới hạn. đa số còn lại là họ nhập cản nguồn xăng từ phía của nga và do đó thì à, sau khi mà có sự à, gọi là lên tiếng của công chúng thì bây giờ phía của bộ công thương đã thúc đẩy petro việt nam đưa một bản báo cáo và không nói rõ tình trạng dầu à, nhập cảng bao nhiêu và xăng nhập cảng bao nhiêu họ đều hoàn toàn che giấu tất cả những điều này và cho thấy tình trạng thực tế là ở sài gòn vẫn không đủ xăng cung cấp cho người dân đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay Sài Gòn tuyên bố là sẽ tìm sẽ kiểm tra lại tất cả những khoản thu chi mà họ lập ra ở các trường học với những cái người gọi là ban đại diện cho phụ học cho phụ huynh. Sau khi mà có tình trạng khiếu nại của nhiều phụ huynh về tình trạng thu chi bất hợp pháp của một số tổ chức do các trường học lập ra, họ không thu trực tiếp từ những người phụ huynh nhưng mà họ suối một số phụ huynh thân cận với trường học đứng ra lập những cái quỹ và những cái quỹ này để ra nhiều loại quỹ khác nhau buộc các phụ huynh phải đóng tiền. Nay thì những cái quỹ phụ huynh này đã phải đứng ra lãnh trách nhiệm thay thế cho trường học. Mặc dù tất cả những quỹ này đều được đóng vào trong trường học, nhưng mà những cái trường học này đã tránh né luật lệ bằng cách là họ không liên can gì tới những vụ gây quỹ của các cái ban đại diện phụ huynh và những cái ban đại diện phụ huynh này do chính nhà trường lập ra để mà tìm cách uh, thu tiền và của các phụ huynh qua nhiều hình thức khác nhau, nhưng lại tránh cái vấn đề gọi là trách nhiệm do đó trường thì tuyên bố là không thu tiền nhưng thực tế họ vẫn thu tiền hàng tháng qua các ban đại diện phụ huynh và ban đại diện phụ huynh này lại đưa ra một số những cái chương trình gây quỹ buộc tất cả các phụ huynh phải đóng rất nhiều những ngân quỹ khác nhau để con cái được họ họ học trong môi trường tốt hơn tuy nhiên thì quỹ vẫn đóng nhưng con gái của họ vẫn học trong một cái môi trường rất tệ hại đây là một trong những cái hiện trạng đang xảy ra tại việt nam trong ngành giáo dục tại việt nam và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Tất Thành Cang lại bị à, kết án lên tới 8 tới 10 năm tù. Bản tin mới nhất, viện kiểm sát của Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng và nói rằng Tất Thành Cang phải là người chịu trách nhiệm về các dự án gọi là chuyển nhận đất một cách trái hợp pháp, trái luật pháp và trong đó, viện kiểm sát đã lên tiếng và yêu cầu à, đưa ra án tòa từ 8 tới 10 năm tù. Trong đó thì ông Tất Thành Cang vốn là cựu phó bí thư thành ủy của cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh và cùng với một số những bị cáo khác đã bị cáo buộc các tội danh liên quan tới vấn đề gây thiệt hại khi mà chuyển ngượng những cái nguồn đất được xem là đất vàng ở khu vực Sài Gòn và ven đô Sài Gòn và hiện nay thì Tất Thành Cang đã trở thành nhân vật đã phải chịu cái án được 8 năm tới 10 năm tù đây được xem là bản án khá nhẹ cho việc mà gây thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng trong lúc mà một số những người mà phạm tội hình sự tại việt nam án tù còn nặng hơn cả tất thành can đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất nhiều cho bản tin này và phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình hiêu tinh nhật ký xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và trước khi chia tay vẫn nhắc lại buổi văn nghệ hội ngộ của anh chị em đấu tranh sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối giờ california trên Phượng mai official channel ngày thứ sáu tuần này tức là ngày mai à, hy vọng là quý vị sẽ đổi qua phượng mai official channel vào lúc 8 giờ tối để lắng nghe những cái ca khúc đấu tranh và sự tâm tình của anh chị em trong làng đấu tranh trong đó có ca nhà ca nhạc sĩ trần chí phúc có những à, có lời tâm tình của ca sĩ Tuấn Minh một trong những người sáng lập phong trào hưng ca và trong đó quý vị sẽ có dịp nghe lại những ca khúc của Nguyệt Ánh của Việt Dũng của Nguyễn Đình Toàn vân vân cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và Phong sẽ gặp lại tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh nhật ký mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau bye bye